quý vị, nếu như đồng hồ Nhật Bản thu hút khách hàng bằng cách đưa chính những nét đẹp văn hóa sinh hoạt đời thường vào chiếc đồng hồ Mỹ hút khách bởi sự cải tiến đầy sáng tạo, thể hiện rõ công nghệ sản xuất tân tiến của nước này, thì chiếc đồng hồ Thụy Sĩ lại nổi tiếng nhờ bề dày lịch sử và kinh nghiệm trong lĩnh vực chế tác. Tại thành phố Hồ Chí Minh có một nơi chuyên về dòng đồng hồ Thụy Sĩ. Đây cũng có thể xem là một trong những cửa hàng hiếm hoi tại Việt Nam có thể đáp ứng được niềm đam mê của tất cả những người ưa chuộng. Đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2015, chuyên bán và phân phối các thương hiệu đồng hồ Thụy Sĩ chính hiệu Showroom Hải Triều Premium Swiss Watch được xem là điểm đến của những người yêu thích dòng đồng hồ này. Để tạo sự khác biệt, Hải Triều đã đầu tư hơn 10 tỷ đồng cho showroom, đánh dấu một bước ngoặt trong hướng kinh doanh sau 25 năm có mặt tại thị trường Việt Nam. Sự khác biệt trước tiên thể hiện ở việc đầu tư khâu thiết kế nội thất nhập 100% từ nước ngoài. Kế đến là bộ nhận diện thương hiệu với màu đỏ tượng trưng cho lửa, khát vọng thành công và màu sắc của sự may mắn. Đặc biệt, logo đồng hồ với hình dạng bàn tay 5 ngón tượng trưng cho 5 hướng Đông Tây, Nam Bắc và Trung Tâm theo triết lý kinh doanh. Phát triển đồng hồ đều từ trung tâm tỏa ra 4 hướng. Ngón tay cái tượng trưng cho truyền thống, những giá trị lâu đời của đồng hồ Hải Triều đúc kết qua nhiều thế hệ. 4 ngón tay còn lại tượng trưng cho uy tín, đam mê, chính xác, sáng tạo cũng là những triết lý nền tảng mà đồng hồ Hải Triều xây dựng. Để chọn được một chiếc đồng hồ chính hãng thì điều đầu tiên mình cần quan tâm đó là nơi mua phải là đại lý chính thức được ủy quyền của hãng. Về chế độ bảo hành thì bất cứ một chiếc đồng hồ nào khi mình mua mình cũng sẽ đều nhận được phí bảo hành chính hãng. Thì trên phí bảo hành đó sẽ được thể hiện rõ thông tin của chiếc đồng hồ, chế độ bảo hành và hệ thống các trung tâm bảo hành quốc tế trên toàn cầu của hãng đó. Bên cạnh đó, khi mua tại Hải Triều thì bạn cũng sẽ nhận được thêm một phí bảo hành của Hải Triều. Thì với phí bảo hành này bạn sẽ có đầy đủ các chế độ bảo hành và dịch vụ hậu mãi của Hải Triều với mong muốn luôn đem đến cho khách hàng sự an tâm tuyệt đối. Xác định đáp ứng nhu cầu của khách hàng là cách tốt nhất và nhanh nhất để xây dựng uy tín của thương hiệu. Cùng với thời gian và sự nỗ lực không ngừng, thương hiệu đã nhận được sự quan tâm của hàng triệu khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Với tôi, đồng hồ là một phụ kiện không thể thiếu đối với các tín đồ thời trang. Thì ngoài ra thì đồng hồ còn thể hiện một cái phong cách và cái sở thích của mọi người. Và với cái tiêu chí thứ hai là tôi quan tâm về cái nguồn gốc xuất xứ. Cái đồng hồ thì phải chính hãng và cái chế độ bảo hành. Giống như là đồng hồ tôi khi mà gặp bất kỳ trục trặc gì á, thì khi mà đến đây thì nhân viên có tư vấn mấy cái địa điểm chính hãng, bảo hành chính hãng. Và khi đồng hồ đã được sửa xong á, thì nhân viên sẽ gửi về tận nhà cho tôi luôn, mà tôi không cần phải mất công đến đây nữa. 25 năm có mặt trên thị trường, thương hiệu đồng hồ Hải Triều đã có những bước tiến mạnh mẽ, tạo được niềm tin và sự ủng hộ của khách hàng. Thương hiệu này đã và đang tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành nhà bán lẻ đồng hồ lớn tại Việt Nam.